Thân cây. Mục tiêu 1. Trình bày được 6 phần và 6 loại thân cây trên không và dưới đất. 2. Mô tả được cấu tạo cấp 1, cấu tạo cấp 2 của thân cây. 3. Kể tên của 5 loại cây dùng thân làm thuốc và tác dụng của chúng. Định nghĩa là cơ quan sinh dưỡng của cây, thường mọc trên không từ dưới lên trên. Nhiệm vụ: dẫn nhựa đi khắp cây, mang cành, lá, hoa, quả. Hình thái học của thân cây. Quan sát các phần của thân cây thấy có các phần sau: 1. Thân chính. 2. Chồi ngọn. 3. Ngấu. 4. Gióng. 5. Chồi bền. 6. Mạnh gốc. Các phần thân cây. Thân chính là bộ phận thường hình trụ nón. Đôi khi thân có thiết diện hình vuông, bạc hà, kinh giới, hình tam giác, củ gấu, cói, hình dẹt, quỳnh. Các phần thân cây. Thân chính, chồi ngọn, là phần đầu của thân, gồm các lá non úp lên nhau và che chở cho đỉnh sinh trưởng. Mấu là chỗ lá đính vào thân. Gióng là khoảng cách giữa hai mấu liền nhau. Chồi bên, mọc ra từ nách lá và phát triển thành cành. Mạnh gốc là phần gốc lồi ra để tăng cường sự vững chắc cho cây. Xa cừ, gạo. Các loại thân cây. Thân trên không, thân dưới đất. Thân trên không gồm có thân đứng, thân bò, thân leo, thân dưới đất, thân rễ, thân hành, thân củ. Thân đứng có các loại: thân gỗ, thân cột, thân dạ. Thân leo có các loại: leo bằng thân quấn, leo bằng tua cuốn, leo bằng rễ bám. Thân gỗ, thân đứng. Cây thường to và phân nhánh nhiều, chẳng hạn như cây chanh, cây cơ nia. Thân cột, thân đứng, hình trụ đứng, không phân nhánh, mang bó lá ở ngọn, ví dụ cây cau, cây dừa. Thân dạ, thân đứng, thân giống ở các gióng, đặc ở các mấu, ví dụ thân lúa, chè. Thân bò, thân mềm, mọc bò sát mặt đất, ví dụ rau má, xài đất. Thân leo bằng thân cuốn, kim ngân, mờ lồng. Thân leo bằng tua cuốn, do cành hoặc lá biến đổi, ví dụ lạc tiên, gấc, đầu, giảo cổ lam. Thân leo bằng rễ bám, rễ mút, móc, trầu không, thơ hồng, mây, câu đằng. Thân dưới đất, mọc ở dưới đất, nhưng không bị nhầm lẫn với rễ, vì có mang những lá biến đổi thành vảy khô, hay mọng nước, gồm thân rễ, thân hành, thân củ. Thân rễ, mọc ngang dưới đất, như rễ cây, mang lá biến đổi thành vảy mỏng, ví dụ, gừng, cỏ chanh, thạch xương bồ. Thân hành, thân ngắn, mang rễ chùm phía dưới, bị phủ bởi những lá biến đổi thành vảy hành mọng nước xung quanh, ví dụ, hành, tỏi, bách hợp. Thân củ, thân phồng to lên, vì chứa các chất dự trữ, như su hào. Các loại cây. Cây gỗ to, thân gỗ phát triển, sống nhiều năm, chỉ phân nhánh từ một chiều cao nào đó. Xấu, bàng, cây nhĩa, thân gỗ phân nhánh ngay từ gốc, cao dưới 4 mét. Cam, chanh, cây nhỏ, thân gỗ phân nhánh ngay từ gốc, thấp nhỏ hơn cây nhĩa. Cây bụi, phần trên dai hóa gỗ, phần dưới thuộc cỏ, cao gần 1 mét. Hoa hồng, kinh giới, hương nhù, cây bụi nhỏ, cây thảo. Giải phẫu thân cây. Thân cây lớp ngọc lan, cấp 1, cấp 2. Thân cây lớp hành, cấp 1. Muốn quan sát cấu tạo giải phẫu của thân, cắt ngang qua phần thân cây, tẩy, nhuộm, soi trên kính hiển vi. Cấu tạo cấp 1 thân lớp ngọc lan, cắt ngang qua phần thân non của cây thuộc lớp ngọc lan thấy có 3 phần. Biểu bì, vỏ cấp 1, trụ giữa. Thân cây lớp ngọc lan cấp 1, biểu bì, là một hàng thương binh sống, không chứa lạp lụ, có ít lỗ khí, vách ngoài hóa kiêu tin, có thể mang lông che chở, lông tiết, hoặc lông ngứa. Phần vỏ cấp 1, mu mềm vỏ, chứa lạp lục ở thân non, nội bì, chứa tinh bột, vách tế bào có thể hóa bẩn gọi là dicaspari. Phần vỏ ở thân mỏng hơn ở rễ, ở một số cây, dưới lớp biểu bì có thêm một lớp mô dày, tập trung ở chỗ lồi của thân cây có khía dọc hoặc ở góc những thân cây vuông. Phần trụ giữa, trụ bì, một hoặc một số lớp tế bào xếp xen kẽ với hàng tế bào nội bì, đôi khi hóa mô cứng để làm nhiệm vụ nâng đỡ, bó mạch hở, bó gỗ và ly bi xếp chồng chất hoặc xếp 1 đến 2 vòng, gỗ cấu tạo phân hóa ly tâm, mô mềm ruột, chứa chất dự trữ bên trong, có mô tiết, ống tiết, tia ruột. So sánh cấu tạo cấp 1 của rễ cây và thân cây lớp ngọc lan, khác nhau, biểu bì rễ có lông hút, không có lỗ khí, ở thân, bó ly bi gỗ xếp chồng, ở rễ. Bó ly bi gỗ xếp xen kẽ, ở thân, gỗ cấu tạo theo kiểu phân hóa ly tâm, ở rễ, gỗ cấu tạo hướng tâm,
ở thân, dưới lớp B, bì thường có thêm mô dày, ở rễ, trụ bì phát triển thành mô cứng làm nhiệm vụ nâng đỡ. Thân lớp ngọc lan cấp 2, thân cây to ra là nhờ sự hoạt động của hai tầng phân sinh, tầng sinh bần, tạo ra bên ngoài là lớp tế bào đã hóa bần, bên trong là mô mềm vỏ, tầng sinh gỗ, vòng tế bào nằm giữa bó li bì và gỗ, phân chia tạo thành lớp li bì cấp 2 bên ngoài và gỗ cấp 2 bên trong dùng để nhận biết tuổi của cây, mỗi năm một lớp gỗ. Giải phẫu thân cây, vỏ, mạch dây, tầng sinh trụ, mạch gỗ, ruột. Cấu tạo cấp 2 thân cây lớp ngọc lan. 1. Bần. 2. Tầng sinh bần lục bì. 3. Lục bì. 4. Mô mềm ruột. 5. Sợi trụ bì. 6. Sợi li bì 2. 7. Li bì 2. 8. Tầng phát sinh li bì gỗ. 9. Gỗ 2. 10. Gỗ 1. 11. Tia ruột. 12. Mô mềm ruột. Hình ảnh giải phẫu thân cây, dâm bụt và quýt. Hình ảnh giải phẫu, thân non cây húng quế, thân giả cây húng quế. Hình ảnh giải phẫu, thân non cây, hương nhu trắng, thân giả cây, hương nhu trắng. Cấu tạo cấp 1 thân cây lớp hành, biểu bì có thể có lỗ khí, không có mô dày, các bó li bì gỗ rất nhiều, và xếp không trật tự. Gỗ có cấu tạo hình chữ V, kẹp li bì vào giữa, li bì, gỗ vào trong tâm càng ít, và to, không có cấu tạo cấp 2, trừ cây ngọc giá, cây huyết dụ, cây huyết giác. Giải phẫu thân cây, hình ảnh giải phẫu, thân cây cỏ mần trầu, thân cây ý dĩ. Giải phẫu thân cây, hình ảnh giải phẫu, thân cây mang tây, thân cây thủy tùng. Dược liệu từ thân cây, gừng, tên khoa học, Cinnamomum camphora, họ long não. Bộ phận dùng, công dụng, bộ phận dùng là thân rễ đã phơi khô hay sấy khô. Thành phần hóa học, tinh dầu, chất cay. Công dụng, bổ dương, tán hàn, kích thích tiêu hóa. Nghệ, tên khoa học, Curcuma longa, họ gừng, Zingiberaceae. Bộ phận dùng, công dụng, bộ phận dùng là thân rễ đã phơi khô hay sấy khô. Thành phần hóa học, tinh dầu, curcumin. Công dụng, sát khuẩn, tiêu viêm, chữa viêm loét dạ dày, tá tràng, giúp làm nhanh lành vết thương, đẹp da. Quy trình chiết xuất tinh bột nghệ. Quy trình chiết xuất tinh bột nghệ. Đỗ Trọng, tên khác, Đỗ Trọng Bắc, tên khoa học, Eucombia elnice, họ Đỗ Trọng, Eucombiaceae. Bộ phận dùng, thu hái. Bộ phận dùng là vỏ thân đã phơi khô hay sấy khô, được bóc từ những cây to, đường kính từ 15 đến 60 cm. Cạo sạch lớp vỏ ngoài, thu hoạch vào mùa xuân, hạ. Đỗ Trọng hầu như không có mùi, vị đắng, nhai có bạ keo. Thành phần hóa học, gồm có chất nhựa, tannin. Công dụng và cách dùng, có tác dụng bổ gan thận, mạnh gân cốt, chữa đau lưng mỏi gối, động thai, huyết áp tăng. Liều dùng, từ 6 đến 10 g trên ngày, dạng thuốc sắc, bột, cao lỏng hay ngâm rượu. Quế, tên khoa học, Cinnamomum camphora, họ long não, Lauraceae. Bộ phận dùng, công dụng, bộ phận dùng là vỏ thân hoặc vỏ cành đã phơi khô hay sấy khô. Thành phần hóa học, tinh dầu, aldehyde cinnamide. Công dụng, bổ dương, tán hàn, kích thích tiêu hóa, chữa đầy bụng,